Việt Nam hiện là quốc gia có tốc độ phát triển nhanh, không chỉ về kinh tế mà còn về văn hóa xã hội. Nhưng đó chỉ là những gì mà mọi người thấy ở các thành phố lớn của Việt Nam mà thôi. Thật ra, vẫn còn rất nhiều nơi nghèo đói, khó khăn, khổ cực vô cùng. Vài ngày trước, chúng mình đã có chuyến đi đến Bản Tèn, Thái Nguyên, một ngôi làng chỉ cách thủ đô Hà Nội hơn 100 km. Nhưng phải đến tận nơi, nhìn tận mắt mới cảm nhận được rõ nét hơn những khó khăn, vất vả của người dân nơi đây. Đây của em này, em bé đâu rồi? Chưa đây. Chúng mình cũng đã chuẩn bị sẵn sàng quần áo ấm, bánh kẹo để tặng cho các em nhỏ ở đây. Mong là phần nào sẽ giúp đỡ được các em. Đang thì trúc à? Thì em sang hả? Xa. Xa quá. À, xa con ạ. Nhà con xa lắm. Xa lắm. Việt là xa lắm. Thế mẹ hai bé đâu ạ? Hai bé đi La Cà. La Cà. Là ý là. Ý là đi ngao du không về. Lúc đầu thì cũng 1-2 tháng về 1-2 lần nữa, nhưng mà về sau là xa dần nó bắt đầu xa luôn. Em có làm mẹ rồi mà. Thì có thể thưởng ấy. Một ngày thì ăn được một gói bim bim. Ôi ít. Xong là sứa ngoài thì chưa quen thôi mà không ăn. Còn đi bú sứa nhờ. Trong đầu mẹ nghĩ là thằng này thì chắc không dạng kiểu là không sống được ấy. Ôi, kiểu là 100% là rơi vào khoảng 90% là phải chết đói. Đó này này. Mỗi thằng này là nuốt hết cả tài sản. Cả xe, cả điện thoại này nọ. Nhưng mà nếu mà không bán như thế thì nó lại không có tiền. Nếu mà một vài ngày thì không nói. Nhưng mà cả năm trời cho nên là không biết là có lấy cái gì để cho thằng này nó ăn luôn. Tình cờ gặp được anh Long, một người dân bản địa. Anh đã trải lòng tâm sự về cảnh gà trống nuôi con của mình. Sau đó, anh còn nhiệt tình bắt gà nuôi để mời chúng mình ăn trưa. Nhà có gì ăn nấy, làm gì có được mâm cơm đàng hoàng, đầy đủ đâu. Bữa ăn đơn giản nhưng đậm tình người nên ai nấy cũng ăn thật ngon miệng. Quá chín rồi. Dạ. Bản Tèn là bản làng xa nhất của huyện Đồng Hỷ, xung quanh là núi đá cao, rừng cây rậm rạp. Đi sâu vào xóm Bản Tèn, càng thấy nhiều hơn cuộc sống khó khăn của đồng bào. Cả bản chỉ có vài chục hộ, chủ yếu là dân tộc Mông, sống trong những căn nhà sàn, nhà đất đơn sơ. Người dân sống chủ yếu bằng việc trồng lúa, trồng màu. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là chưa chủ động được nguồn nước. Nhưng mà ngã không đấy? Mọi người, hôm nay là chúng mình đại diện cho công ty Vietcobio. Thì trên công ty có mấy anh chị có gửi đồ xuống đây để quyên góp ủng hộ, gửi tặng mọi người, gửi tặng nhà anh và mọi người xung quanh đây luôn ạ. Quần áo cũ thôi nhưng chứa đựng tất cả tấm lòng của chúng mình. Mong rằng các em sẽ có một mùa đông ấm áp hơn. Trời lạnh, chúng mình mặc mấy lớp áo, nhưng các em ở đây lại không hề có áo ấm, chỉ mặc áo cộc, chân đi đất, nhìn thương lắm. Vâng, em thay mặt cho gia đình và tất cả mọi người đây gửi lời cảm ơn tới công ty và tất cả anh chị. Món quà nhỏ nhưng đến đúng người, đúng thời điểm sẽ trở nên vô cùng ý nghĩa. Những em nhỏ hồn nhiên chơi đùa trông đến bình yên làm sao. Mong các em hồn nhiên, vui tươi, mạnh khỏe như vậy nhé. Các bé ăn kẹo hết chưa? Ôi trời ơi, ngoan thế, xin cô ạ. Cô xin cô nè. Ôi trời ơi, ngoan thế. Em này. Ôi trời ơi, xin cô ạ. Em xin qua, ok. Ôi em bé này cũng lấy à? Này.
Con ăn được không? Anh ơi, bạn này... không nói được à? Không nói tiếng Anh vậy? Ngại. Ngại nhà ngại à? Không có điện. Cuộc gặp gỡ với anh Long cùng với những đứa trẻ, người dân nơi đây thì để lại cho mình khá là nhiều cảm xúc xáo trộn và suy nghĩ có vui, có mừng và mong cho gia đình anh Long cùng người dân ở đây sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chung là mọi người lên đây thì cuộc sống ở trên này cũng rất là khó khăn ấy. Thì là mọi người trải nghiệm cũng gọi là không có cái gì để chào đón được mọi người, rất là một cách gọi là hoàn thiện ấy. Thì mọi người cũng gọi là thông cảm. Không là có dịp mà lần tới mà sắp tới thì em cũng sẽ cố gắng để chào đón mọi người một cách gọi là hoàn hảo hơn. Này. Thế là đủ lắm rồi ạ. Thế nhiệt tình từ sáng đến giờ rất là vất vả không? Rất là mệt đúng không ạ? Thế thì chúc anh và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và có sức khỏe tốt nhé. Đã muộn rồi, video của chúng mình xin kết thúc tại đây nha. Xin chào.